cam dây nha mọi người, chín quá từng chín luôn rồi mà nó rẻ, có 10.000 ký tại vườn, chín trên. Thấy mê không? Cây nó sung, có mấy cây kia nó xì quá. Trái cho nó đứng chết đẳng ra, đứng chết đẳng ra, ngồi đó chết đẳng ra chỉnh rồi dạ, tươi luôn, ngọt hơn trái ăn cho nó ngon. Quá wow. Mọi người ăn cam nha, cam với mình coi, mình cắt cam xong ăn tại gốc luôn. Ngọt không? Ngọt thì mua nhiều, còn chua thì mua ít. Vàng tươi. Ôi cũng ngọt quá, ngọt quá mọi người. Được ăn một trái cam trải nghiệm tại vườn á, mới cắt nó không có ngọt gì mấy nhưng mà nó rất đậm đà nha các bạn. Một cam này 3 năm tuổi rồi, mới cắt được 2 lần rồi.
rồi ăn dạo rồi dùm cắt mấy cái chín trên dùm nè anh. Rồi cắt mấy cái vàng anh thứ mấy chị tên Tứng được rồi Tứng. Cái vàng lượt cái mấy chín dùm để nó quá trời, nó để mấy cây nó xào lá thôi. Như có mấy cây nó chín nó xì nó xuống hay sao tải nhiều quá không được, không uổng quá không có cắt để không cắt đại bán là rẻ. Anh thấy có lúc cắt 1 ngàn 2 ngàn tao phải cắt bằng cho dưỡng cây, anh cứ neo giá hoài nó hư á. Cam thấy mê quá mà giá rẻ. Cam tại vườn có 10 ngàn ký chín đỏ cây luôn.